Denver bị chặn cửa không được vào WeChoice mặc dù có tên trong đề cử. Tối ngày 22 tháng 1, lễ trao giải WeChoice đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để bàn cãi nếu như nhiều fan của Denver không lên tiếng bức xúc về việc nam rapper đã phải đứng đợi gần 15 phút nhưng không thể vào hội trường, sau đó phải lủi thủi bỏ về. Cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ Den đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc thay cho nghệ sĩ. Den lủi thủi bỏ về vì không được tiếp đón. Đoạn video được một tài khoản đăng trên YouTube nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Được biết, sự kiện được tổ chức tối cùng ngày và Denver có tên trong dàn khách mời. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà anh chàng bị đội ngũ bảo vệ ở cửa ngăn lại, phải đứng bên ngoài. Sau khi chờ một lúc lâu ở cổng VIP, dưới ánh mắt tò mò của nhiều người xung quanh, Denver đành lủi thủi đi về. Hình ảnh này của anh được ống kính phóng viên ghi lại. Theo đó, khi buổi lễ vừa mới bắt đầu thì Phương Nga xuất hiện. Á hậu diện một chiếc đầm được chuẩn bị công phu thế nhưng bị bảo vệ chặn lại bên ngoài với lý do buổi lễ đã bắt đầu và được truyền hình trực tiếp, nếu vào trong thì giờ sẽ không có chỗ ngồi. Đáng nói hơn, sau khi Den quay đi ngay sau đó, ca sĩ Bích Phương đã được một người trong ban tổ chức ra tận nơi đón vào trong. Một số bình luận cho rằng Bích Phương là một trong những nghệ sĩ đảm nhiệm hát ca khúc chủ đề của sự kiện năm nay nên được ưu ái vào chuẩn bị cho phần biểu diễn. Điều này càng khiến cho cộng đồng mạng bức xúc hơn. Phản ứng của cộng đồng mạng, ngoài Phương Nga, Denver khán giả còn thấy một gương mặt khác cũng không được vào tham dự như Thanh Khoa. Nhiều bình luận đã chia sẻ ngay sau khi biết sự việc xảy ra. Ai nấy đều đặt câu hỏi, tại sao Bích Phương cũng tới trễ mà được vào còn Denver ngay sau đó thì không? Tại sao Binh không tới nhận giải thế nhưng gần cuối chương trình nam rapper lại xuất hiện, tới trễ được, để có thể lên đọc tên và trao giải? Tại sao một lễ trao giải lớn lại có cách hành xử cứng nhắc như thế này? Đoạn video vừa mới đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Phần lớn đều cảm thấy tức giận với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, quản lý yếu kém và không chu đáo của ban tổ chức chương trình cùng đội ngũ bảo an. Một số bình luận khác cho rằng có lẽ Den đã đến muộn vì trong sự kiện tối qua cũng có nhiều nghệ sĩ đến muộn và phải đứng ngoài một lúc mới có thể vào. Một số bình luận nổi bật, ồ người ta cũng được đề cử đến nhận giải mà sao lại chặn cửa không cho vào là kiểu gì vậy? Để nói thì chương trình này khá là kém chất lượng, ít ra cũng phải có 1 đến 2 người ở ngoài cửa để chào đón khách mời chứ. Denver là một rapper truyền cảm hứng cho người nghe mà không được vô thì không còn gì để nói ở cái chương trình này nữa rồi. Sao lại đối xử với nghệ sĩ thế nhỉ, rõ là thiếu sự tôn trọng. Thương anh tôi quá, đợi hẳn 15 phút mà không được tiếp đón. Chắc là Den đến muộn hay không mang vé mời chứ sao lại tự nhiên phải đứng ngoài thế. Hiện nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức về sự việc này. Thông tin Den đứng ngoài và phải bò về trong một sự kiện vẫn đang tiếp tục được cộng đồng mạng quan tâm. Trước làn sóng bức xúc của cư dân mạng đặc biệt là các đồng âm, FC Denver, hiện ban tổ chức lễ trao giải này vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Buổi lễ trao giải vinh danh rất nhiều cái tên có đóng góp không chỉ trong showbiz Việt mà còn ở nhiều hạng mục vì cộng đồng khác nhau. Giữa thời điểm ồn ào, MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng MTP đã chiến thắng ở hạng mục Music Video của năm trong khi Hải Tú, gà cưng của Sơn Tùng đánh bại 9 đề cử khác để giành giải Rising Gens. Tại buổi lễ, Sơn Tùng, Hải Tú cũng như một số cái tên khác vắng mặt do có việc bận nên không thể lên nhận cúp.